Rồi, em xin chào nhà nha. Em lên chỗ nhà bạn thợ lặn đi. Đó, có gì em hỏi nồi đồng có đá nè. Máy này đúng ha, một con thương hiệu Mỹ nha. Elgin Mỹ USA là có ghi nè. Đó, có cái ký hiệu nha. Lịch gốc 3 giờ. Con này có dạ quang nha, khỏi trách đèn luôn. Nó dạ quang kè, vô tối là sáng thôi. Niền xay rất nhẹ luôn. Thì thường mấy dòng thợ lặn là niền xay nè, nó núm cổ chai nè. Nó vặn cái chỉnh giờ vặn cứng lại ha. Đáy sấy nè. Con này thì thông số nó ghi là 200 mét nước đó nha. Tắm rửa đi mưa bơi vẫn được luôn. Nhưng mà hàng xi lưu ý không bao nước ha. Mặt trong đây. Dây khóa này. Thì mấy con này thông số gì ở nhà biết rồi, xài nước là vô tư rồi, nhưng mà hàng xi là kiểu đã qua sử dụng rồi. Anh em kỹ á, về mình làm ron này hoặc là ron đít lại xong mình xài. Còn em nghĩ mấy dòng này nó kiểu độ mới còn cao á, nó cái chức năng chống nước còn rất là cao nên mình cứ dùng đi, dùng bình thường. Khi mà sau này mình xài mà hấp hơi, thấy hấp hơi trên kính rồi mình làm cái ron sau vẫn kịp đó nha. Dù vừa thấy hấp hơi mình làm vẫn kịp ha. Cứ về mình cứ dùng. Chứ có nhiều anh em hỏi sợ nước này nọ, chỉ có dòng cơ cổ thôi nha, cơ cổ mới không chống nước, tự nó đâu có ron đâu chống nước. Xe ngang đô rìa luôn là 40, con này chuẩn chắc là 38 thôi nha, con này tính 38 thôi nha, từ cái rìa nó dài á. Chuẩn nó 38 á. Chịu đứng luôn là 46 mỏng. 96. Nhìn em mua dòng mấy dòng đề cao này rồi đừng có sợ nước nữa, trừ phi mình xài cơ cổ á, cơ kiểu lên cốt mà ngày xưa á, nó không có chống nước ha. Còn mấy dòng này chống nước ok hết nha. Rồi 650 mã C18, 650k mã C18. Con này dây dài lắm. Dây rất là dài luôn, cỡ 19 cũng được. Đây thích hợp cho những em mà làm việc môi trường nước này nè ha. Biển này nọ đó. Tắm rửa này ok, 650 nha, C18. Bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha, còn nếu tin tưởng em chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi em xin chào nhà nha.